chiến sự giữa nga và ukraine đến nay vẫn chưa có lối thoát dù đã kéo dài gần một năm mới đây đại sứ nga tại liên hợp quốc cho biết cuộc xung đột ở ukraine có lẽ có thể kết thúc bằng các biện pháp ngoại giao hoặc quân sự nhưng chỉ sau khi moscow đạt được các mục tiêu của mình phát biểu tại hội đồng bảo an liên hợp quốc đại sứ nga đã bình luận về con đường khả thi cho việc kết thúc các hành động thù địch giữa hai bên cơ hội để giải quyết xung đột chỉ xuất hiện khi ukraine ngừng gây ra mối đe dọa với nga và ngừng phân biệt đối xử với những người ukraine nói tiếng nga nếu kết quả này có thể đạt được qua đàm phán, chúng tôi sẵn sàng cho kịch bản này. Nếu không, các nhiệm vụ của chúng tôi sẽ đạt được qua các biện pháp quân sự. Giới lãnh đạo Ukraine đã cố gắng loại bỏ mọi thứ liên quan đến Nga. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cũng khẳng định mọi thứ lẽ ra đã kết thúc khác cho Ukraine nếu Kiev tuân thủ các thỏa thuận Minsk được ký kết vào năm 2014 và 2015 nhằm dọn đường cho hòa bình bằng cách trao cho các nước Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk tình trạng đặc biệt trong trong nhà nước Ukraine. Tuy nhiên, cả Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và những người tiền nhiệm cùng với Pháp và Đức không tham gia vào việc đàm phán thỏa thuận Minsk cũng như không có ý định thực hiện kế hoạch trên. Hồi tháng 12 năm 2022, Ukraine nêu ý tưởng về một hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu xây dựng dựa trên công thức hòa bình của Tổng thống Zelensky, theo đó yêu cầu Moscow rút khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Kiev tuyên bố chủ quyền. Nga đã bác bỏ kế hoạch này Kiev muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở trụ sở của Liên Hợp Quốc tại New York ngày 24 tháng 2 tới, song không cho thấy là sẽ mời Moscow dự sự kiện trên. Ít nhất 40 người được xác định đã thiệt mạng khi một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Yeti Airlines của Nepal bị rơi ở Pokhara, miền Tây Nepal. Đây là vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất trong 5 năm qua tại quốc gia trên dãy Himalaya. Theo người phát ngôn của hãng hàng không Yeti Eli, máy bay rơi xuống đã bị cháy. Khi xảy ra tai nạn có 72 người trên chiếc máy bay, trong đó có hai trẻ sơ sinh, 4 thành viên phi hành đoàn và 10 công dân nước ngoài. Hiện các nỗ lực cứu hộ tập trung vào việc dập lửa và tìm kiếm các nạn nhân. Thủ tướng Nepal đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp sau vụ tai nạn. Chiếc máy bay gặp nạn là loại máy bay ATR-72 hai động cơ do liên doanh giữa hãng Airbus của Pháp và hãng Leonardo của Italia sản xuất. Hãng hàng không Yeti Airlines của Nepal đang sở hữu 6 chiếc máy bay loại này. Hôm nay nhà trắng thông báo đã có thêm 5 trang tài liệu mật được tìm thấy tại nhà riêng của tổng thống Mỹ Joe Biden ở bang Delaware. Đây là diễn biến mới nhất trong vấn đề nhạy cảm chính trị liên quan đến nhà lãnh đạo Mỹ. Việc phát hiện thêm các tài liệu mật còn lưu trữ tại những địa điểm liên quan tới ông Biden có thể trở thành cái cớ để Đảng Cộng hòa tiếp tục công kích mạnh mẽ vị tổng thống này triển vọng tái tranh cử của tổng thống mỹ joe biden trong năm tới đã bị giáng một đòn mạnh sau khi bộ tư pháp bổ nhiệm một công tố viên đặc biệt điều tra vụ tài liệu mật được phát hiện ở văn phòng cũ và nhà riêng của ông biden Quyết định được đưa ra vài giờ sau khi nhà trắng xác nhận phát hiện lô tài liệu mật thứ hai thời ông Biden làm phó tổng thống trong chính quyền Barack Obama tại nhà riêng của ông ở thành phố Wilmington, bang Delaware. Số tài liệu mật đầu tiên được tìm thấy hồi tháng 11 năm 2022 trong văn phòng tại thủ đô Washington, nơi ông Biden sử dụng từ giữa năm 2017 với tư cách là cựu phó tổng thống cho đến khi bắt đầu chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2020. Tôi đã ký quyết định bổ nhiệm ông Robert Hur làm công tố viên đặc biệt cho vấn đề mà tôi vừa mô tả. Quyết định này cho phép điều tra xem có cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm luật liên quan đến vấn đề hay không. Theo giới chuyên gia pháp lý, những tài liệu mật được phát hiện tại nhà tổng thống Biden có thể ngăn ông ra tranh cử tổng thống một lần nữa, dù về bản chất nó khác với vụ phát hiện tài liệu mật tại khu nghỉ dưỡng ngoại Lago ở Florida của cựu tổng thống Donald Trump. Các chuyên gia cũng cho rằng hai cuộc điều tra trên sẽ có tác động đáng kể đến triển vọng bầu cử năm 2024 của cả ông Biden và ông Trump. Bộ Tư pháp từng nhấn mạnh việc xử lý sai các tài liệu mật như vậy gần như chắc chắn có thể bị quy kết là hành vi hình sự. Chúng ta đang nói về việc đưa ra cáo buộc với Tổng thống đương nhiệm và cựu Tổng thống, nhưng về cơ bản cũng là những ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống 2024. Vì thế, cuộc điều tra cũng sẽ tạo ra chia rẽ rất lớn về mặt chính trị. New York Times nhận định lần phát hiện tài liệu mật thứ hai trong vòng ba ngày chắc chắn sẽ kích động các đòn công kích từ phía đảng cộng hòa thành viên của đảng này đang tỏ ra rất hứng thú với các thông tin mới vì trước đó ông biden từng gọi cựu tổng thống trump là vô trách nhiệm khi lưu giữ các tài liệu mật tại tư gia ở florida tuy nhiên dù động thái pháp lý liên quan tới vụ việc trong tuần này vẫn chưa rõ ràng thì tác động đến chính trị của nước mỹ đang ngày càng hiện rõ trước mắt đảng cộng hòa hiện tại mong muốn thoát khỏi viễn cảnh không mấy tốt đẹp trong cuộc bầu cử lãnh đạo hạ viện tuần trước với hy vọng vụ việc này sẽ giúp làm giảm tác động từ những rắc rối của ông trump tạo ra đối với đảng Phát biểu trong cuộc họp báo tại Washington nhân chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cam kết sẽ thúc đẩy tầm nhìn về một thế giới không vũ khí hạt nhân tại hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng năm tới. Ông Kishida nhấn mạnh thế giới không nên xem nhẹ lịch sử khi vũ khí hạt nhân không được sử dụng trong suốt 77 năm qua, kể từ vụ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, Đồng thời cho biết thêm rằng, tại hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 sắp tới, nhóm G7 sẽ khẳng định cam kết thiết lập trật tự thế giới dựa trên thượng tôn pháp luật. Mỹ là trạng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du kéo dài một tuần của Thủ tướng Kishida tới 5 quốc gia G7. Đây là chuyến công du chính thức đầu tiên tới Washington của nhà lãnh đạo Nhật Bản kể từ khi ông nhậm chức vào tháng 10 năm 2021. Thưa quý vị, người phát ngôn lực lượng miền đông của Ukraine, ông Shekhi Cherevati, ngày 13 tháng 1 cho biết tuyên bố của Nga về việc các lực lượng nước này đã giành toàn quyền kiểm soát thành phố Serida ở miền đông Ukraine là không đúng sự thật. Theo ông, giao tranh đang diễn ra trong thành phố. Trước đó cùng ngày, Bộ quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát thị trấn Serida vào tối ngày 12 tháng 1 và đây là thắng lợi quan trọng đầu tiên của họ trong nhiều tháng qua. Theo bộ trên, việc giành được Serida đóng vai trò quan trọng để nga tiếp tục hoạt động tấn công ở khu vực Donetsk đồng thời cắt đứt các tuyến đường tiếp tế cho quân đội Ukraine ở Bắc Mút. Và cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, nước này đã hạ hơn 700 binh sĩ và phá hủy hơn 300 đơn vị vũ khí của Ukraine tại khu vực Syria chỉ trong vòng 3 ngày qua. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đã làm tăng nhiệt độ bề mặt trên khắp hành tinh dẫn đến mất ổn định khí quyển và khuếch đại các hiện tượng thời tiết cực đoan như báo. Theo nghiên cứu được công bố, các đại dương trên thế giới nơi đã hấp thụ phần lớn lượng nhiệt dư thừa do ô nhiễm carbon của nhân loại tiếp tục chứng kiến nhiệt độ phá kỷ lục vào năm ngoái. Biến đổi khí hậu đã làm tăng nhiệt độ bề mặt trên các hành tinh dẫn đến mất ổn định khí quyển và khuếch đại các hiện tượng thời tiết cực đoan như bão. Các đại dương hấp thụ khoảng 90% lượng nhiệt dư thừa từ khí thải nhà kính, che chắn bề mặt đất liền nhưng lại tạo ra những đợt nắng nóng kéo dài, khổng lồ trên biển vốn đã có tác động tàn phá đối với đời sống dưới nước. Nghiên cứu của các nhà nghiên cứu ở Trung Quốc, Mỹ, Ý và New Zealand cho biết năm 2022 là năm nóng nhất từng được ghi nhận ở các đại dương trên thế giới. Thưa quý vị, do chất lượng không khí ngày càng kém, chính quyền Delhi, Ấn Độ đã quyết định áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với các phương tiện chạy bằng xăng BS3 và động cơ diesel BS4 ở thủ đô. Mức độ ô nhiễm không khí ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã trở nên nghiêm trọng, khiến chính quyền địa phương phải ra lệnh hạn chế nhiều phương tiện giao thông. Ủy ban kiểm soát ô nhiễm trung ương của Ấn Độ cho biết, chỉ số chất lượng không khí tổng thể đã tăng lên mức 444. Chất lượng không khí rất kém với các bụi mịn gây ô nhiễm nguy hiểm là PM2.5, những hạt bụi mịn có thể đi sâu vào đường hô hấp đến phổi và đi vào máu và PM10. Do chất lượng không khí ngày càng kém, chính quyền New Delhi đã quyết định áp dụng lệnh cấm tạm thời đối với các phương tiện chạy bằng xăng BS3 và động cơ diesel BS4 ở thủ đô. Các chuyên gia y tế khuyến cáo người dân không nên hoạt động ngoài trời vào sáng sớm và sau khi mặt trời lặn. Bên cạnh đó, tránh làm việc nặng nhọc hoặc quá sức kéo dài, ô nhiễm không khí tiếp tục nghiêm trọng ở New Delhi và trở nên nghiêm trọng hơn trong những tháng mùa đông sự suy giảm chất lượng không khí được cho là do tốc độ gió chậm và việc đốt rơm rạ dạ tại các bang lân cận. Thưa quý vị, viện thống kê quốc gia Argentina cho biết nước này ghi nhận tỷ lệ lạm phát 94,8% trong năm 2022, mức thường niên cao nhất kể từ năm 1991. Nền kinh tế lớn thứ ba của Mỹ Latin ghi nhận một trong những tỷ lệ lạm phát cao nhất trên thế giới. Giá cả leo thang đã khiến người dân Argentina lo ngại. Theo công ty tư vấn ASEP, giá các mặt hàng thiết yếu thường nhật đã tăng hàng tháng, thậm chí là tăng theo tuần và năm ngoái. Trong năm 2022, một lít sữa đã tăng 320%, trong khi dầu ăn tăng 456% và một cân đường tăng 490%. Các mặt hàng quần áo giày dép tăng hơn 120%, trong khi các mặt hàng này được bán ở khách sạn và nhà hàng tăng gần 109% tiền không đủ, lương không đủ, lạm phát tiếp tục tăng và chúng tôi đã bắt đầu năm mới với việc tăng giá xe buýt, quần áo, thực phẩm. Đó là yếu tố tâm lý khiến bạn kiệt sức vì lương không tăng giống như lạm phát tăng. Argentina đã vật lộn với khủng hoảng kinh tế trong nhiều năm với lạm phát ở mức hai chữ số trong 12 năm qua. Nguyên nhân là do thâm hụt chi tiêu triền miên, đồng tiền mất giá liên tục và các yếu tố bên ngoài như cuộc xung đột ở Ukraine đã làm ảnh hưởng đến giá năng lượng và ngũ cốc trong nỗ lực làm giảm lạm phát, chính phủ của Tổng thống Fernandez tháng 12 năm 2022 đã đạt thỏa thuận với các công ty thực phẩm và vệ sinh cá nhân nhằm giữ nguyên giá của khoảng 2.000 sản phẩm cho đến tháng 3, giới hạn mức tăng 4% một tháng đối với 30.000 sản phẩm khác. Kinh tế Argentina tăng trưởng khoảng 5% trong năm 2022 so với mức tăng 10,3% của năm 2021. Trong khi nhiều nhà kinh tế kỳ vọng lạm phát hàng tháng sẽ vẫn phù hợp với mức tăng của tháng 12, thì các yếu tố bên ngoài sự suy thoái kinh tế của đất nước hoặc mức giá trần do chính phủ đặt ra tiếp tục gây ra rủi ro giá tăng. Thưa quý vị, tại Mỹ, các nhà lập pháp lưỡng đảng đã quyết liệt yêu cầu chặn ứng dụng TikTok. Do đây, cả châu Âu cũng đang bắt đầu cân nhắc cấm cửa ứng dụng này nhiều phương tiện truyền thông tại các quốc gia thuộc liên minh châu âu đã coi tiktok là một chất gây nghiện nguy hiểm đối với não bộ trẻ em ứng dụng này hiện đang phải đối mặt với hàng loạt các chỉ trích từ công chúng cùng nhiều thách thức về quy định an ninh pháp lý trong khu vực eu theo đó nhiều quốc gia eu đã yêu cầu tiktok tuân thủ tuyệt đối các quy định của toàn khối về vấn đề kiểm duyệt nội dung quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cũng như đạo luật thị trường kỹ thuật số dma Thưa quý vị, mới đây, Meta, công ty chủ quản của Instagram và Facebook, cho biết sẽ cấm việc điều hướng quảng cáo đến người dùng thanh thiếu niên dựa trên giới tính. Đây là một nỗ lực của Meta nhằm kiểm soát hoạt động quảng cáo trước các cáo buộc rằng các mạng xã hội của hãng có hại cho người dùng trẻ. Meta cho biết bắt đầu từ tháng 2 tới, các nhà quảng cáo không được sử dụng thông tin về giới tính mà chỉ có thể sử dụng các dữ liệu về độ tuổi và vị trí để điều hướng quảng cáo và nhóm đối tượng thanh thiếu niên trên toàn cầu. Ngoài ra, lịch sử hoạt động của người dùng thanh thiếu niên trên các ứng dụng của Meta cũng sẽ không được sử dụng để làm cơ sở điều hướng quảng cáo. Meta cho biết thay đổi này dựa trên phản hồi của phụ huynh và các chuyên gia cho rằng thanh thiếu niên chưa đủ nhận thức như người lớn để quyết định về dữ liệu trực tuyến của họ được sử dụng thế nào cho quảng cáo. Meta cùng các hãng công nghệ lớn khác như Google và Apple đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng về kiểm soát hoạt động quảng cáo vốn dựa vào việc phân tích thông tin người dùng để tối ưu hóa hiệu quả. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán. Người dân ở nhiều vùng khác nhau trên khắp đất nước Trung Quốc đang nhộn nhịp chuẩn bị cho dịp đoàn tụ gia đình lớn nhất hàng năm bằng cách mua những bông hoa lộng lẫy và tổ chức các lễ kỷ niệm văn hóa. Tại thành phố Nam Ninh, miền Nam Trung Quốc, các chợ hoa đang trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi người dân nô nức đi ngắm và mua cây về nhà trang trí đón xuân. Năm nay cây quất được cho là mang lại may mắn cho người dân Trung Quốc, lựa chọn nhiều hơn cả với mong muốn có một khởi đầu tốt đẹp trong năm mới sau khi vượt qua đợt bùng phát dịch COVID-19. Ngoài ra hoa để bàn và một số loại hoa theo mùa khác đã được đưa ra thị trường để giúp tô điểm thêm vẻ đẹp và mang lại hương thơm cho ngôi nhà. Nhiều hoạt động văn hóa mang đặc trưng cũng đang được diễn tập và tổ chức để chào đón Tết Nguyên đán các hoạt động dân gian như múa lân, đua thuyền rồng, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Chúng tôi đến để cổ vũ cho các thí sinh và thật vui vì cảm nhận được tinh thần dũng cảm. Tại huyện Đông Bình, thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, phía đông Trung Quốc, hàng đoàn du khách đã đến các danh lam thắng cảnh để chiêm ngưỡng các màn trình diễn ánh sáng rực rỡ với nhiều trò chơi dân gian, thú vị tôi rất vui tôi cũng đã xem màn bắn pháo hoa một màn trình diễn thật tuyệt vời không khí lễ hội đã tràn ngập khắp mọi nơi tại trung quốc ai ai cũng mong ước một năm mới sắp đến tràn ngập niềm vui và ước vọng thành công